베트남어가 어려운 이유, 남과 북부의 차이점. Đi vào nhà đi. Đi vô nhà đi. Bật đèn lên coi. Mở đèn lên coi. Cái bàn bẩn quá. Cái bàn dơ ghê. Rang cơm ăn nhé. Chiên cơm ăn nhé. Em đỗ đại học rồi. Em đậu đại học rồi. Nay mất điểm hả? Nay cấp điểm hả? Chị bị ốm à? Chị bị bệnh rồi. Phải rẽ đường này nè. Phải quẹo đường này nè. Cái phim đó buồn cười quá. Cái phim đó mắc cười ghê. Cái cốc bị vỡ mất rồi. Cái ly bị bể mất tiêu rồi. Đi nhanh nhanh giúp em với. Đi lẹ lẹ giúp em với. Sao mà to thế? Sao mà bự vậy?